Thầy xin chào tất cả các em, thầy tên là Tô Quốc Tài, giáo viên trường tiểu học Trần Quang Cơ. Hôm nay thầy rất vui được đồng hành cùng các em trong một tiết học toán. Trước khi tiết học bắt đầu thì thầy trò chúng ta cùng khởi động bằng một trò chơi các em có thích không? Trò chơi được mang tên Chạy đua cùng đà điểu. Các em hãy chạy đua với đà điểu trong vòng 10 giây để giành quyền chọn đúng, chọn sai hoặc trả lời câu hỏi. Các em đã sẵn sàng chưa? Cuộc đua thứ nhất bắt đầu. 25 chia 4 bằng 6,25. Thầy xin chúc mừng tất cả các em vì các em đã chọn đúng. Và chúng ta bây giờ đến với cuộc đua thứ hai. 14 chia 5 bằng 28, 10 giây bắt đầu. Một lần nữa thầy xin chúc mừng tất cả các em vì các em đã chạy thắng đà điểu, giành quyền chọn sai. Vì sao các em lại chọn sai? Và cuộc đua thứ ba sẽ giải thích cho chúng ta biết điều đó. Ở cuộc đua thứ ba, chúng ta không chọn đúng chọn sai, mà các em hãy chạy thắng đà điểu để giành quyền trả lời câu hỏi. Khi chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà còn dư, ta làm như thế nào? 10 giây bắt đầu. Thầy xin chúc mừng tất cả các em đã trả lời đúng. Khi chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà còn dư, ta làm như sau. Viết dấu phẩy vào bên phải số thương, viết thêm vào bên phải số dư, một chữ số 0 rồi chia tiếp. Nếu còn dư, ta lại viết thêm vào bên phải số dư mới, một chữ số 0 rồi tiếp tục chia và có thể cứ làm như thế mãi. Qua trò chơi khởi động thì thầy tin chắc rằng tất cả các em đều nắm vững kiến thức. Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân. Hôm nay thầy sẽ tiếp tục giúp các em ôn lại những kiến thức về phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia, số thập phân qua tiết luyện tập trang 68. Tiết luyện tập này có 4 bài tập, tuy nhiên các em chỉ làm bài 1, bài 3, bài 4, còn bài 2 thì các em tự rèn thêm ở nhà. Các em đã chuẩn bị sách vở sẵn sàng chưa? Bây giờ chúng ta đến với bài 1. Bài 1 tính. Các em hãy nhìn lên bảng và cho thầy biết đây là những bài toán thuộc dạng gì các em? Các em dễ dàng nhận ra đây là những bài toán thuộc dạng tính giá trị biểu thức. Như vậy, muốn tính đúng giá trị biểu thức, ngoài việc có kỹ năng tính toán chính xác ra, thì các em cần phải biết thêm điều gì nữa? Đúng rồi, các em cần phải biết thêm thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức, mà kiến thức này các em đã được học ở lớp 4. Bây giờ các em hãy nhớ lại và làm bài cho thầy. Thầy xin mời các em quay lại bảng lớp để chúng ta cùng sửa bài. Bài A, 5,9 chia 2 cộng 13,06. Bài này chúng ta sẽ làm phép tính nào trước các em? Đúng rồi, chúng ta phải làm phép tính chia trước. Ở đây 5,9 chia 2 thì bằng là 2,95 cộng 13,06. Và được là 16,01. Và sang bài B. Tương tự như bài A thì chúng ta cũng thực hiện phép toán nào trước các em? Chúng ta cũng thực hiện phép toán chia trước. Tức là 35,04 chia cho 4. Thì
thì bằng 8,76 và trừ 6,87 và được kết quả là 1,89. Sang câu C. Thì các em nhận xét cho thầy ở câu C, hai phép tính này đều là phép tính gì các em? Đúng rồi, đều là phép tính chia. Cho nên thứ tự thực hiện trong biểu thức này phải thực hiện như thế nào? Đúng rồi, ta phải thực hiện theo thứ tự từ trái sang phải. Tức là chúng ta lấy 167 chia cho 25. Ta được là 6,68 và chia tiếp cho 4 thì ta được là 1,67. Sang đến câu D thì cũng là nhân và chia thì ta cũng thực hiện như thế nào? Đúng rồi, cũng thực hiện theo thứ tự từ trái sang phải. 8,76 nhân 4 thì ta được là 35,04 và ta tiếp tục chia cho 8 thì ta được là 4,38. Như vậy thì để tính đúng giá trị biểu thức, ngoài việc kỹ năng tính toán chính xác ra, thì các em cần phải biết thêm thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức. Cụ thể như sau. Nếu biểu thức không có dấu hoặc đơn, chỉ có phép tính cộng và phép tính trừ, hoặc chỉ có phép nhân hay phép chia, thì ta thực hiện từ trái sang phải. Cộng trong biểu thức không có dấu hoặc đơn mà có phép tính cộng hay phép tính trừ lẫn với phép tính nhân hay phép tính chia thì ta thực hiện theo thứ tự như sau. Phép tính nhân, phép tính chia ta làm trước và phép tính cộng, phép tính trừ ta làm sau. Và nếu biểu thức có dấu hoặc đơn thì ta ưu tiên thực hiện trong dấu hoặc đơn trước. Đó là những kiến thức mà các em đã được học ở lớp 4. Nha. Bây giờ các em nếu bạn nào chưa thuộc thì các em về nhà ôn lại cho thầy. Và thầy tin chắc rằng tất cả các em đều hiểu bài và làm đúng bài. Thầy xin chúc mừng tất cả các em. Trước khi đến với bài tập số 3 thì thầy có một câu hỏi nhỏ dành cho tất cả các em. Các em có thích làm bác nông dân không? Thích chứ hả? Đó cũng là điều thú vị. Như vậy bây giờ các bác nông dân nhí của thầy hãy vận dụng những kiến thức mình đã học để tính chu vi và diện tích của một khu vườn hình chữ nhật ở bài tập số 3. Bây giờ các em hãy lắng nghe thầy đọc đề bài số 3. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài là 24 m, chiều rộng bằng 2/5 chiều dài. Tính chu vi và diện tích của mảnh vườn đó. Các em cho thầy biết đề bài cho chúng ta biết gì các em? Đề bài cho chúng ta biết chiều dài là 24 m. Tỷ lệ giữa chiều rộng và chiều dài là bao nhiêu vậy các em? Đúng rồi, là 2/5. Và bài toán yêu cầu tính chu vi và diện tích của mảnh vườn đó. Bây giờ thầy sẽ tóm tắt bằng sơ đồ đoạn thẳng để các em dễ hiểu hơn. Chiều dài thầy sẽ vẽ một đoạn thẳng là 24 m. Và đoạn thẳng này được chia làm 5 phần. Đúng như cái tỷ lệ giữa chiều rộng với chiều dài. Như vậy thầy đố các em, chiều rộng là mấy phần? Đúng rồi, chiều rộng là 2 phần. Và bài toán yêu cầu tính chu vi, tính diện tích của mảnh vườn. Bây giờ thầy sẽ giúp các em nhớ lại cách tính chu vi và tính diện tích của hình chữ nhật.
Các em hãy nhìn lên bảng lớp. Thầy có một mảnh vuông hình chữ nhật, có chiều dài là A và chiều rộng là B. Như vậy, chu vi là gì các em? Chu vi của hình chữ nhật là tổng độ dài của các cạnh. Như vậy thì đến đây thì các em dễ dàng trả lời. Muốn tính chu vi của hình chữ nhật thì ta làm sao các em? Đúng rồi, muốn tính chu vi của hình chữ nhật, ta lấy tổng chiều dài chiều rộng nhân với 2. Và đây là diện tích. Đó. Như vậy thì nhìn bên bảng lớp, các em dễ dàng tính được diện tích của hình chữ nhật. Như vậy diện tích của hình chữ nhật ta làm sao các em? Đúng rồi, ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng. Như vậy bạn nào có thể nhắc lại cho thầy nè. Đúng rồi, muốn tính chu vi của hình chữ nhật, ta lấy tổng chiều dài và chiều rộng nhân với 2. Muốn tính diện tích của hình chữ nhật, ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng. Thầy lưu ý các em là chiều dài, chiều rộng phải cùng đơn vị đo. Và bây giờ các em quay lại với bài toán. Bài toán yêu cầu tính chu vi và diện tích của mảnh vuông đó. Muốn tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật thì các em phải biết chiều dài và chiều rộng. Tuy nhiên, đề bài chỉ cho các em biết chiều dài và tỷ lệ của chiều rộng với chiều dài. Như vậy thì các em phải tính gì trước? Đúng rồi, các em phải tính chiều rộng trước, sau đó mới tính được chu vi và diện tích của mảnh vuông. Các em đã hiểu bài chưa? Nếu các em đã hiểu bài rồi, thì các em hãy làm bài tập này cho thầy. Bây giờ các em hãy quay lại màn hình cùng thầy sửa bài. Trước hết thì các em phải tính chiều rộng của mảnh vuông. Chiều rộng bằng 2 phần 5 chiều dài. Như vậy, muốn tính chiều rộng mảnh vuông, ta chỉ việc lấy chiều dài chia 5 nhân với 2 bằng 9,6 mét. Có chiều dài, có chiều rộng, các em dễ dàng tính được chu vi của mảnh vuông. Ta lấy tổng của chiều dài và chiều rộng nhân với 2 thì ta bằng 67,2 mét. Và tương tự như vậy, các em cũng tính được diện tích của mảnh vuông. Ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng bằng 230,4 mét vuông. Và bài toán này thì có hai đáp số. Đáp số thứ nhất là chu vi là 67,2 mét. Và đáp số thứ hai là diện tích là 230,4 mét vuông. Như vậy thì em nào xung phong nhắc lại cho thầy cách tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật. Đúng rồi. Muốn tính chu vi của hình chữ nhật, ta lấy tổng chiều dài và chiều rộng nhân với 2. Muốn tính diện tích của hình chữ nhật, ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng. Thầy lưu ý các em, chiều dài và chiều rộng phải cùng đơn vị đo. Và bây giờ các em hãy nhìn lên một cái bức tranh. Đây là một bức tranh của một vùng ngoại ô rất là bình yên. Trong đó có hai nhân vật rất là ngộ nghĩnh. Bạn gái thì đi xe gắn máy và bạn trai thì lái ô tô. Thông thường khi di chuyển đó các em thì xe nào sẽ chạy nhanh hơn? Xe máy hay là xe ô tô? Xe ô tô đúng không các em? Và đó cũng chính là nội dung liên quan đến bài tập số 4. Các em hãy lắng nghe thầy đọc đề bài số 4. Trong 3 giờ, xe máy đi được 93 km.
Trong 2 giờ ô tô đi được 103 km. Hỏi mỗi giờ ô tô đi nhiều hơn xe máy bao nhiêu km? Bài toán cho ta biết gì các em? 3 giờ xe máy đi được 93 km. 2 giờ ô tô đi được 103 km. Hỏi mỗi giờ ô tô đi nhiều hơn xe máy bao nhiêu km? Và bây giờ thầy sẽ tóm tắt bằng sơ đồ đoạn thẳng để giúp các em dễ hiểu hơn. Xe máy đi được một quãng đường 93 km trong 3 giờ. Thầy sẽ chia thành 3 đoạn thẳng bằng nhau. Mỗi đoạn thẳng là số km mà xe máy đi được trong 1 giờ. Tương tự, xe ô tô đi được một quãng đường 103 km trong 2 giờ. Thầy cũng chia thành 2 đoạn thẳng bằng nhau. Mỗi đoạn thẳng là số km mà ô tô đi được trong 1 giờ. Và bài toán hỏi, 1 giờ ô tô hơn xe máy bao nhiêu km? Bây giờ các em hãy suy nghĩ để tìm cách giải bài toán cho thầy. Các em đã suy nghĩ ra chưa? Đúng rồi. Muốn biết mỗi giờ ô tô đi nhiều hơn xe máy bao nhiêu km, thì ta chỉ việc lấy số km của ô tô đi trong 1 giờ. Đây, các em nhìn thấy chưa? Rồi, trừ cho số km mà trung bình mỗi giờ xe máy đi được. Đó, các em nhìn thấy chưa? Như vậy thì các em đã hiểu bài chưa? Nếu các em đã hiểu bài rồi thì các em hãy làm bài tập này cho thầy. Bây giờ các em hãy quay trở lại màn hình và cùng thầy sửa bài. Trước hết thì chúng ta sẽ đi tìm trung bình mỗi giờ xe máy đi được. Thì các em lấy quãng đường mà xe máy đi chia cho số giờ của xe máy thì các em được là 31 km. Tương tự, các em tìm trung bình mỗi giờ ô tô đi được là thì các em lấy quãng đường của ô tô đi là 103 chia cho thời gian ô tô đi là 2 giờ thì các em được là 51,5 km. Chúng ta có số km mỗi giờ ô tô đi và số km mỗi giờ xe máy đi được là thì chúng ta dễ dàng tìm được mỗi giờ ô tô đi nhiều hơn xe máy là chúng ta lấy 51,5 trừ 31 thì chúng ta bằng 20,5 km. Và bài toán này có một đáp số, đó là 20,5 km. Thầy tin chắc rằng tất cả các em đều hiểu bài và làm bài đúng. Thầy xin chúc mừng tất cả các em. Qua các bài tập thì đã giúp các em khắc sâu thêm kiến thức. Tuy nhiên, thầy cũng có một câu hỏi dành cho các em. Khi chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà còn dư thì các em phải làm như thế nào? Đây là một câu hỏi dễ. Các em đã được học rồi đúng không? Em nào xung phong trả lời cho thầy nè. Đúng rồi. Khi chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà còn dư, ta tiếp tục chia như sau. Viết dấu phẩy vào bên phải số thương, viết thêm vào bên phải số dư một chữ số 0 rồi chia tiếp. Nếu còn dư nữa, ta lại viết thêm vào bên phải số dư mới một chữ số 0 rồi tiếp tục chia và có thể cứ làm như thế mãi. Kiến thức này cũng chính thức khép lại tiết học của thầy trò chúng ta. Các em tham khảo trước cho thầy bài chia một số tự nhiên cho một số thập phân.
Thầy chúc các em chăm ngoan học tốt. Thầy chào tất cả các em.